đời tận không còn chỗ nương, hãy nương Phật trời. Đêm thanh vắng lặng như tờ, nghĩ xem cuộc thế như cờ bao vây. Chiến tranh lan rộng đông tây, mỗi ngày càng đánh hăng say như cuồng. Khổ đau chết chóc lệ tuôn, mất cha mất mẹ mất chồng mất con. Tiếng than nghe thấu tầng non, cửa nhà tan nát đâu còn chỗ nương. Mới đây tiền bạc đầy rương, giờ thì mất trắng ra phường xin ăn. Việc làm càng lúc giảm dần, công ty nhà máy rồi lần bế môn. Đời tàn không thể bán buôn, rồi đâu rồi đổi rối cuồng thần kinh. Nhiều người trầm cảm giết mình, bằng liều thuốc độc nhảy kinh ao hồ. Xã hội thì lắm côn đồ, giết người cướp của ra vô ngục tù. Kẻ gian trăm kế nghìn mưu, kinh doanh đa cấp kiểm xu kiểm tiền. Nhắn tin lừa đảo liên miên, gửi tiền tài khoản trộm liền như chơi. Thức ăn thức uống hỡi ơi, toàn là độc địa hại người bệnh đau. Ung thư tai biển họ lao, tốn tiền không hết phải vào nghĩa trang. Mỗi ngày tai nạn hàng ngàn, đụng xe đánh lộn sống mang tật nguyền. Thiên tai địa ách liên miên, sóng thần đồng đất khắp miền khắp nơi. Chưa yên còn bị dịch trời, phổi sưng ỏi hỉa khiến người chết ngay. Thật là cái kiếp trần ai, khổ tăng gia khổ đâu ai thoát nào. Cũng vì gian ác hung hào, cho nên trời phải diệt mau lập đời. Để cho lũ quỷ lũ dơi, chết đâu chết đớn tạ tơi cho rồi. Từ đây tu để mà coi, hai năm thình tỳ ngút ngồi chiến tranh. Trung Đông rồi sẽ lan nhanh, đến Âu rồi cũng tan tành còn chi. Ở đâu cũng có thầy thi, sớm làng thưa thớt còn gì mà mong. Ngựa về khắp cả biển Đông, Nhật tàu miên Việt đánh trong đánh ngoài. Cuối năm mới thấy bi ai, khắp vùng hạm đội sân bay tàu ngầm. Sáu thần đua lội ầm ầm, chim tranh bay luyện đứng nằm không yên. Mùa hè dê quả buồn phiền, hàng ngàn hỏa tiện bắn xuyên thị thành. Bắc Nam phố lớn tan tành, cửa nhà đổ nát đập banh nước tràn. Nhìn xem rơi lệ hai hàng, thấy nằm như củi sớm làng đều hiu. Sấm xưa tiên đoán đã nhiều, Sài Gòn gia đình nóc lều ngập luôn. Đà Nẵng cho đến Gò Công, sóng thần khí độc trào tuôn giết người. Hải Phòng Hà Nội tạ tơi, sang bằng tất cả đất trời chính nghiêng. Trà Vinh Châu Đốc Long Xuyên, bỏ nhà bỏ cửa não phiền suốt canh. Kẻ thì mất chị mất anh, mất chồng mất vợ con đành mất cha. Rồi sang thân giàu hét la, chiều bom nguyên tử bả gia phát cuồng. Bảy ngày thiên ám địa hôn, ma rên quỷ hú bắt hồn xé thay. Nước tàu bị rã làm hai, bể bình cần đập xác bay tiêu hồn. Bảy ngày thiên ám địa hôn,
được Ngài Bồ Tát diễn ngôn thế này: Mẹ đẩy con rồi đây sẽ tới, bảy ngày đêm bặt lỗi trời trăng, biết bao nhiêu yêu quái tinh trần, chúng hiện đến bắt ăn kẻ ác. Mẹ đẩy con cha con xa lạc, tiếng khóc than bi đát thảm sầu, khắp người đều như thể khác đâu, không ai giúp ai nào được cả. Mẹ đẩy con bùn đà đói rã, cơm cũng không mà cá cũng không, rau cỏ còi khoai củ rảo nông, chồng nhìn vợ khóc ròng mới thảm. Mẹ đẩy con bảy ngày hắc ám, khắp trời đâu cũng sấm nổ vang, biết bao người vì sự kinh hoàng phát cuồng chạy khắp làng cùng ngõ. Mẹ đẩy con người đời đâu rõ, cảnh tang thương chỉ có phút giây, đồng khô khan nước phủ dậy đầy, sông biển đó rồi cây rừng đó. Mẹ đẩy con nay tuy giàu có, biết đâu mai mốt họ nghèo nàn, sự đổi thay trong một khắc gian, chớ bọn sẻn hãy toan làm phước. Mẹ đẩy con cạnh đời tan tóc, từ thị thành đến hốc hang cùng, đâu cũng đều mang gánh hòa chung, khổ với thảm vô cùng bở trẻ. Sau bảy nhật hoàn cầu thay đổi, cảnh thái bình sáng chói thuần dương, ai ai đều cùng hiền lương, có Ngài Di Lạc Phật Vương lập đời, có thần thánh tiên trời hội tụ, sống dưới bầu vũ trụ hài hòa, hồn nhiên vui vẻ hát ca, bên cầu huê liệu ngắm hoa thanh nhàn. Đủ châu bẩu bạc vàng mã não, có thần thông bay dạo khắp miền, thật là hưởng thụ cảnh tiên, không già không bệnh không phiền lo âu. Hỡi huynh đệ tỉnh mau huynh đệ, đời sắp tàn rã bể lẻ mau, không sao nương dựa được nào, mọi điều mất hết cũng hoàn lại không. Tỉnh đi bạn bận lòng chi nữa, có rồi không muôn thuở xưa nay. Hãy nghe Bồ Tát dạy bày, sắc không không sắc tỉnh ngay được liền. Thương bảy người đời không vận không, ruộng vườn nhà cửa có như không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, danh lợi giàu sang rốt cuộc không. Trăm khéo trăm khôn đều giả tạm, ngàn mưu ngàn kế cũng hoàn không. Suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay vẫn phủi không. Thôi ta hãy quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng nương não hằng ngày, không để tâm suy nghĩ trần ai, vì niệm thế đọa đầy đau khổ. Thế phiền não giận hờn gây gỗ, thế nhiễm ô không chỗ nào an, thế luân hồi ba nẻo xấu đàn, thế trả quả muôn ngàn sầu thảm, thế chỉ đến con đường hắc ám, thế vô minh ngu muội đời đời, thế bao giờ mới được thảnh thơi, thế chỉ khiến hồn linh tơi tả, thế sanh diệt mau tan mau rã, không chỗ nương chỗ trụ quay về. Hiểu rõ ràng không để tâm mê, mà sáng suốt trụ ngay nguồn cội, trụ danh Phật không gây tội lỗi, nghiệp chướng tiêu tắm gội sạch trong, giúp được tìm thấy chủ nhân ông,
có chủ tể hộ trì an ổn, chủ kinh pháp tâm không mê lộn, chánh tà luôn phân biệt rõ ràng, biết ngụy chơn tất cả thế gian, sự làm nổi đều không gây tội, biết lục đạo là đường tâm tội, biết niết bàn cực lạc an vui, biết ngục môn là chỗ phải lùi, biết kinh kệ đưa về bến giác, chủ tăng bảo là danh Bồ Tát, gìn giới răng thanh tịnh cõi lòng, quản cho minh thấy rõ tâm không, trì lục độ viên thông tâm tánh, đưa sanh chủng về nơi cũ cảnh, tâm Bồ Đề kiên cố vẹn toàn. Nên bạn ơi hãy để tâm an, nơi tam bảo là đàn siêu việt, người ở chắc chắn 100%, thế giới rạ tan củi màu thân, tiêu diệt ác gian loài quỷ quái, Phật về lập lại cảnh đời tân. Đời tân huynh đệ bước nhanh chân, bỏ hết thế gian chẳng có cần, vì nó giả hư nên phải mất, mong ngày hai bữa để tu thân. Tu thân huynh đệ hãy chuyên cần, niệm Phật niệm trời giữ tứ ân, sám hối làm lành chia cơm áo, dìu nhau về dự hội non thần. Non thần gặp được Phật trời tiên, sống khỏe sống vui hết não phiền. Cung điện lầu đài toàn bảy báu, thần thông bay lượn khắp Tây Thiên. Nam mô A Di Đà Phật. Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 1 2024, Thanh Trơn cư sĩ. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử xiết chi ưu phiền. Rồng bay sao xuyến nào yên, rắn bò giáp giới đạo điên dương trần. Trích trong Sấm Giảng Người Đời, quyển 11, Sư Vải Bán Khoai viết năm 1901. Đến rồng rắn hoàn cầu thay đổi, các siêu cường hùng hổ dương oai, dưới biển bày cá tranh tài, trên trời đàn ó đua bay giành mồi. Đến rồng rắn người ôi sẽ thấy, Mỹ Nga tàu tranh lấy ngôi trùm, giật giành cãi cò tùm lum, Trung Đông chiến hòa không chung mịt mù. Đến rồng rắn âm u hoàng vũ, các siêu cường tranh thủ hạt nhân, máy bay tàu chiến xấu thần, hỏa tiện chiến lược bay gần bay xa. Đến rồng rắn thấy mà khủng khiếp, bão thiên tai trùng điệp đổi đâu, năm châu bốn bể khóc gào, số người vong mạng ngày nào cũng tăng. Đến rồng rắn trời trăng u khuất, người chết ôi bay phất mùi hôi, xác thay rải khắp rừng đồi, sông mùi tử khí ôi thôi ngút trời. Đến rồng rắn người ơi sẽ biết, giặc trời kia đi trước có không, bấy lâu người mãi ngóng trông, trách trời trách Phật nổi ngông nổi cuồng. Đến rồng rắn lệ tuôn lạ chả, cảnh biệt ly ôi quả tang thương, vợ khóc chồng chết xa phương, mẹ khóc con mất trùng dương mịt mờ. Đến rồng rắn giặc trời giặc nước, có ai đâu biết trước thiên cơ, bấy lâu nhắm mắt làm ngơ, bây giờ giặc giả bất ngờ xảy ra. Đến rồng rắn thiên la địa vọng, bao phủ trùm khắp chốn cùng nơi,
còn đâu màn số người đời, trốn đâu cho khỏi vầy thời bỡ dân. Đến rồng rắn hẹn lần gì nữa, sao không tu cũ sửa linh hồn. Mãi sâu về được quê thôn, Tây phương cực lạc Phật môn đời chờ. Đến rồng rắn đừng ngờ đừng ngập, hãy tu mau tu gấp bả gia. Phật trời ân xá kỳ ba, nếu không dụ sổ chết mà sạch trơn. Đến rồng rắn thiên cơ quay khiếp, vùng Trung Đông liên tiếp bình đao. Bom đạn bùng nổ ạt ào, gãy bao xương trắng mẫu đào tàn thương. Đến rồng rắn vẫn vương khổ nàn, Ukraine Gaza hoạn loạn chiến binh. Đông Tây sôi sục đạo binh, đánh nhau dồi dập muôn nghìn thay phơi. Đến rồng rắn vầy thời mới biết, thế chiến ba khốc liệt dường bao. Bấy lâu trách cứ trời cao, thiên cơ đâu có bào hao dọa hù. Đến rồng rắn mây mù ảm đạm, từ Đông Âu u ảm Trung Đông. Đánh nhau vì bởi cuồng ngông, giật giành quyền lực chất chồng tội gian. Đến rồng rắn thù hằn gì nữa, sao không tu không sửa người ơi. Ngày mai sấm nổ long trời, trốn đâu cho khỏi vầy thời tự nguyên. Đến rồng rắn cần chuyên mau gấp, mở lòng nhân đặng lập phước căn. Trường chay bổ thí thường hằng, nhanh chân chuộc tội nghiệp căn tiêu tàn. Đến đồng rắn mơ màng gì nữa, mau tình thiền gọi rửa hồn linh. Cầu trên trời Phật thương tình, đại ân đại xá cứu sinh muôn loài. Sydney ngày 14 tháng 1 2024, Kỳ Vân cư sĩ. Ta đã biết, ta đã biết hoa 2000 đã mất, khiến hoàn cầu trái đất đổi thay. Ngày đêm cứ mãi xiết quay, làm cho mọi thứ lung lay mất rồi. Ta đã biết mất ngôi vua chúa, nên chẳng ai chỉ bảo người dân. Trong trường chẳng dạy đạo hằng, nên không hề biết sự phân công bình. Ta đã biết tiết chinh đã mất, cậu tam tùng tử đất chẳng màng, mẹ cha cũng chẳng hỏi han. Chạy theo ông bướm mơ màng gió trăng, ta đã biết nghĩa nhân đã mất. Lòng trung kiên hiếu thảo chẳng còn, cứ lo cho vợ cho con, không màng cha mẹ hẻo von thế nào. Ta đã biết hùng hào mất đất, cứ hại người giành giật của tiền. Chuyện gì cũng chẳng cự kiên, miệng sao lắm bạc xài riêng thỏa lòng. Ta đã biết thiền tông đã mất, có mấy ai chân thật tu hành. Vào chùa vì lợi vì danh, xây đài đắp tường tạo tranh kiếm tiền. Ta đã biết căn tiền mất hết, nên thường hoàng tiêu diệt thế trần. Từ đây cho đến mùi thân, thiên tai địa ách diệt lần ác hung. Ta đã biết nhiều vùng sẽ mất, từ Đông Âu sang đến Bình Dương. Chiến tranh đồng đất triều cường, nhấn chìm tất cả không phương nào còn. Ta đã biết mất con mất bố,
mất mẹ cha, mất vợ họ hàng, mất nhà, mất của, mất vàng, mất phường, mất phố, mất làng, mất dân. Ta đã biết kinh doanh mất chẳng, chợ không người, tiền chẳng còn xài, trung tâm thương mại đổi thay, không người quản lý, điện đài cũng tiêu. Ta đã biết mất nhiều công việc, mạng mất rồi công nghệ sao dùng, công ty nhà máy chịu chung, thị trường chứng khoán nổi khùng dẹp luôn. Ta đã biết ruộng vườn mất sạch, lúa trổ bông bỗng cháy ruồi đen, giàu sang rồi trở lại hèn, chết đâu chết đói khắp miền tan hoang. Ta đã biết Trường Giang mất đập, thác chảy cuồn làm sập cửa nhà, kẻ kêu kẻ hét người la, chạy đâu cho kịp chết mà thảm thương. Ta đã biết Thất Sơn biển mất, bom tự nguyên làm chết bảy phần, hiện ra Đài Ngọc Cát Lân, Phật Vương về lập đời tân sáng ngời. Vua Minh Chánh dân thời hiền thạo, chồng mẹ cha chồng đạo Phật trời, sang giàu vui sướng đậm chơi, không cần làm lụng lúa trời nuôi thân, tướng màu đẹp không cần trang điểm, đầy lụa là nhung gẫm thêu hoa, cung điện bảy bấu làm nhà, sống cùng tiên thánh thuần hòa yêu thương. Hỡi huynh đệ đời tiêu mất hết, buông bỏ đi đừng tiếc làm gì, sửa lòng niệm chữ A-di, để mà sống sót trong kỳ thượng nguồn. Nam mô A Di Đà Phật. Hoa Kỳ ngày 13 tháng 1 2024, Thanh Trơn cư sĩ. Thanh Trơn cư sĩ nguyên là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Mỹ tiểu bang Illinois. Sau khi đọc những bài biên khảo của Kỳ Vân cư sĩ về Thế Chiến Ba Tận Thế Hội Long Hoa, bàn đạo Thanh Trơn cảm đề diễn ca bài thơ Ta Đã Biết trên đây và gửi cho Kỳ Vân cư sĩ. Rắn rồng sợ chạy, buồn dầu dầu, buồn dầu dầu, hỗn ngôn say lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sợ chạy vào hàng ẩn thân. Ngọn cờ phất trống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quằn ruột đâu, quằn ruột đâu, Phật tiên thương chúng già sầu héo khô. Gắn công lục từ Nam Mô, hòa mây cả suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, dạo trong thiền trùng lộng hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã say, cảnh đã say, nhành lai đời khác đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tàu hết rồi, ngửa nghiêng biển thầm rã rời bờ áo. Thuyền ai chạy tới sông đào, thuyền ông bác nhà Phật vào đồ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi chốn mê tân bở người. Súc sanh ngạ quỷ là loài, màng chi nhận chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thẳng bước chân lần, hưởng nhờ muôn thuở bụ châu thiếu gì. Tính thành truyền dạy vân vi, bở người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ dẫn ái binh đằng nào. Sớm còn tối mất lao đao,
tỷ như trời chớp sáng nào đằng lâu. Dầm canh thâu, dầm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thể vơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Trích châm sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, lưu ở đình Tòng Sơn năm Kỷ Dậu 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973. Lời bình câu sấm: mèo kêu vang, mèo kêu vang, ám chỉ năm mèo Quý Mão 2023, chiến binh Hồi giáo Hamas giải Gaza tấn công Israel, khai màn Thế chiến 3. Câu sấm: rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân, ám chỉ chiến trường Trung Đông lan rộng càng khốc liệt hơn qua các năm, rồng rắn giáp thìn Ất Tỵ 2024 đến 2025. Sang qua năm rồng rắn giáp thìn Ất Tỵ năm 2024-2025, chiến tranh lan rộng khắp vùng Trung Đông, thành phố sụp đổ chết chóc kinh hoàng, kỹ nghệ dầu khí phá sản, khủng hoảng xăng dầu tồi tệ, kinh tế suy thoái, lạm phát gia tăng, vật giá leo thang, xã hội rối loạn, chính trị bất ổn, giặc giày lăn xăng. Buồn dầu dầu, buồn dầu dầu, hỗn ngôn say lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sờ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất trống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quằn ruột đâu, quằn ruột đâu, Phật tiên thương chúng già sầu héo khô. Trong hoàn cảnh chiến tranh sắp tới, nhân loại trả quả cộng nghiệp vô cùng tan thương. Chúng sanh hãy quay đầu sám hối ăn năn, làm lành lánh dữ vọng cầu trời Phật thứ tha, may ra thoát qua cuộc sàng lọc. Gắn công lục từ Nam Mô, hòa mây cả suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, dạo trong thiền chúng lòng hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thể như cờ bị vây. Cảnh đã xây, cảnh đã xây, nhành lai đời khác đổi thay cuộc đời. Xem trong mấy tàu hết rồi, ngựa nghiêng biển thầm rã rời bờ áo. Thuyền ai chạy tới sông đào, thuyền ông bát nhà Phật vào đồ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi chốn mê tân bở người. Súc sanh ngạ quỷ là loài, màng chi nhận chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thẳng bước chân lần, hưởng nhờ muôn thuở bụ châu thiểu gì. Tính thành truyền dạy vân vi, bở người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nãy xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ dần ai binh đằng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỷ như trời chớp sáng nào đằng lâu. Dầm canh thâu, dầm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thể vơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Sydney ngày 15 tháng 1 2024, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo